độc quyền trong vấn đề chính trị. Và vì vậy cho nên với cái chủ trương đó, họ tìm cách tàn sát tất cả những cái người nào không đồng chính kiến với họ. Mà riêng cá nhân tôi cũng có thể kể tới những cái trường hợp cụ thể của những người bạn lúc bây giờ cùng học ở trường đại học, như anh Đặng Vũ Trứ chẳng hạn, như anh Quản Trọng Ứng, như anh Đặng Văn Nghiên, anh Đặng Văn Bút chẳng hạn. Tất cả những người đó là những người bạn thân của tôi đều bị những người cộng sản tàn sát đấy. Mà tôi nhắc lại những cái tên đó chỉ là những cái tỷ dụ cụ thể mà thôi, chứ còn thì biết bao nhiêu người khác, hàng ngàn người khác cũng bị chết một cách rất là đau đớn. Và câu hỏi được đặt ra là cái chủ trương đó có phải là của ông Hồ Chí Minh hay không, hay là của Đảng Cộng sản, thì có lẽ chúng ta cũng không cần đặt câu hỏi đó làm gì, là bởi vì ông Hồ Chí Minh ông đứng đầu Đảng Cộng sản, và dù thế nào chăng nữa ông cũng là người trách nhiệm về tất cả những chính sách và đường lối của Đảng Cộng sản, mà đường lối của Đảng Cộng sản là diệt trừ tất cả những đảng phái quốc gia. Bernard Ford trong cuốn Hồ Chí Minh on Revolution đã nhìn nhận Hồ Chí Minh và các đồng chí đã thẳng tay loại trừ các phần tử khác chính kiến bằng cách gán cho họ hai tiếng Việt gian để tàn sát sau đó. Ông viết: tại Nam Kỳ, cả hai phía, giáo phái và Việt Minh đã giải quyết thanh toán những phần tử cảm tình của đối phương như sau: trói lại từng chùm rồi thả xuống sông Mekong cho chết trôi ra biển. Thế mà huyền thoại về Bác Hồ tốt bụng vẫn tồn tại đến ngày nay. Jean Saint-Denis đã từng tiếp xúc với Hồ Chí Minh nhiều lần, đã nhận định: khi những mưu tính của ông ta hay đồng chí của ông bị đe dọa, ông sẽ không do dự dùng những cách tàn bạo. Về phương diện này, ông ta hoàn toàn thuộc về cái thứ Á Châu quá nhiều mâu thuẫn. Ở đó, người ta áp dụng những hình thức tra tấn cực hình tinh vi nhất, tiếp theo những nghi thức xã giao rất ưa ngọt ngào. Bác sĩ Nguyễn Tường Bách là một trong số các lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông đã từng gặp Hồ Chí Minh trong các buổi họp tại Hà Nội trong thời gian có chính phủ liên hiệp đầu năm 1946, cho biết việc Hồ Chí Minh tiêu diệt các đảng phái quốc gia như sau. Theo chắc của tôi biết thì cơ thể có hai mặt. Một mặt là họ có thể họ sát hại ngầm, nhưng về công khai thì có cái việc công khai là chiến tranh. Thì cái mà rõ rệt nhất là cuộc tấn công của Việt Minh vào những chiến khu của Việt Nam Dân Đảng, ví dụ như Vĩnh Yên, Việt Trì, Phú Thọ và Thừa Thiên Lào Cai. Đây là những cái chỗ mà quân Việt Minh công kích quân của Việt Nam. Sử gia Trần Gia Phụng đưa ra trường hợp của hai nhà ái quốc sau đây. Từ khi có Hồ Chí Minh, có Việt Minh Cộng sản, mới có cái là giết tiềm lực, là giết tất cả những người nào có khả năng tiềm ẩn mà không theo Cộng sản, mà có thể có hại cho Cộng sản về sau, là giết hết. Thì ông ta luôn luôn kiếm cách để chứng tỏ rằng ông ta ở trong cái tình trạng ngoại phạm, ông không dính líu đến với các cái vụ sát nhân, những cái vụ mà giết hại một cách tàn bạo năm 45 đó. Thì ông Hồ Chí Minh đổ lỗi cho cán bộ địa phương. Tôi nêu một cái trường hợp là ông Phạm Quỳnh. Khi mà ông Phạm Quỳnh bị bắt á, ngày 23 tháng 8 năm 45 á, thì ông không có bị giết. Cho đến khi mà phái đoàn trung ương vào chứng kiến cái lễ thoái vị của ông Bảo Đại đó, là 30 tháng 8 đó, thì Phạm Quỳnh mới bị giết ngày 6 tháng 9. Có cái phái đoàn trung ương vào thì làm sao mà mấy ông địa phương mà dám tự quyết định được nếu không có lệnh của trung ương. Cái trường hợp thứ nhì đó, khi mà ông Hồ Chí Minh qua Paris đó, thì người ta hỏi ông Hồ Chí Minh là tại sao ông Tạ Thu Thâu bị giết. Hồ Chí Minh ông mới buồn rầu, ông nói một câu nghe thảm lắm: chúng tôi rất đau buồn khi hay tin đó ông mất. Nhưng mà sau người ta truy ông, người ta hỏi quá đó, thì ông ta nói một câu cũng nhẹ nhàng nhưng mà rất là sắc máu, là tất cả những ai không theo đường lối của tôi đều sẽ bị bẻ gãy.
50 năm trước đây, tại miền Bắc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam, đã diễn ra cuộc cải cách ruộng đất với những án tử hình thi hành tại chỗ, những án tù dài hạn mà hầu hết nạn nhân đều chết trong khi đang bị giam cầm. Những nhân chứng sống sau đây sẽ kể cho chúng ta nghe cuộc tắm máu nông thôn do Hồ Chí Minh phát động. Đài Á Châu Tự Do đã thực hiện một loạt các buổi phát thanh về cuộc cải cách ruộng đất trước đây tại miền Bắc, với các nhân chứng còn sống sót, với những nhận định về cuộc tàn sát dã man hàng trăm ngàn người vô tội, nhưng lại được Đảng Cộng sản Việt Nam ca ngợi là cuộc cách mạng long trời lỡ đất. Mở đầu là cuộc phỏng vấn ông Trần Gia Phụng về diễn biến cuộc tắm máu kinh hoàng tại nông thôn miền Bắc. Ông Hồ Chí Minh qua thăm Bắc Kinh tháng Giêng năm 50, rồi qua thăm Mạc Tư Khoa. Trong cuộc gặp gỡ tại Mạc Tư Khoa với Stalin á, thì Stalin thúc bức ông Hồ thực hiện hai việc. Thứ nhất á, là ông Hồ phải tái công khai Đảng Cộng sản. Việc thứ hai là ông Hồ phải đẩy mạnh cuộc cải cách ruộng đất và theo đường lối Cộng sản. Ông Hồ đã cử một cái phái đoàn sang Trung Hoa để học cái khóa học tập về chủ nghĩa Mác Lênin ở Bắc Kinh. Nhưng mà thật sự ra đó là học về cái phương thức cải cách ruộng đất theo đường lối của Trung Cộng. Và cái phái đoàn này trở về thì được Đảng Cộng sản gửi tổ chức thí điểm tất cả những nơi cùng một lúc. Thống kê chính thức của nhà nước được đăng trong cuốn Lịch sử Kinh tế Việt Nam tập 2 cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị đào tận gốc, tróc tận rễ, nghĩa là không bị bắn tại chỗ thì cũng bị lãnh án tù rồi chết trong nhà giam, như lời ông Nguyễn Minh Cần, nguyên phó chủ tịch thành phố Hà Nội kể lại. Truyền thống từ nghìn năm rồi, họ đùm bọc lẫn nhau, họ đoàn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng mà cuộc cải cách ruộng đất đưa về với cái khẩu hiệu căm thù giai cấp, gây cái sự hận thù, gây cái sự chia rẽ trong nông thôn. Cái thiệt hại thứ ba, người Việt Nam chúng ta sống từ xưa đến nay là theo một cái đạo lý luân thường, trẻ con phải kính trọng người lớn tuổi, con cái phải quý cha mẹ. Đấy là một cái truyền thống lâu đời. Thế mà cải cách ruộng đất về, xúi con tổ cha, tổ mẹ, đó là chưa nói. Trò đấu thầy, người man ơn lại tổ lại cái người làm ơn cho mình. Một cái điểm thiệt hại về cái truyền thống tâm linh và văn hóa của dân tộc nó bị hủy hoại. Bao nhiêu đình, chùa, nhà thờ họ, nhà thờ của Thiên Chúa giáo đều bị tan phá nặng nề. Những cái thiệt hại đó nói lên những cái tội ác những người lãnh đạo Việt Nam đã phạm phải. Ông Hồ Chí Minh lại theo mẫu mực của Mao Trạch Đông, gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho dân tộc mình. Nhà văn Dương Thu Hương trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Đinh Quang Anh Thái của Little Saigon Radio mới đây vẫn còn nhắc lại. Bởi vì ngay trước cổng nhà tôi là một người chết treo năm cải cách ruộng đất. Và 8 tuổi tôi đã phải đi theo những đoàn học sinh để chứng kiến những cái cuộc đấu đá địa chủ. Sau lưng nhà tôi đường tàu là cũng một người khác bị vu là địa chủ, tự đặt cổ vào đường ray. Khi tôi 8 tuổi buổi sớm tôi đi tới sau và tôi đã thấy hình ảnh những người chết đó, và điều đó nó làm cho tôi vô cùng khủng khiếp. Và nhà văn Trần Mạnh Hảo khi nói lên lý do tại sao ông muốn từ bỏ chủ nghĩa Mác đã phát biểu. Tôi không hiểu cái chủ nghĩa gì mà nó lại lôi người ta ra đấu tố, bắn bỏ người ta mà không có xét xử công minh, mà không có những cái bằng chứng gì cả. Thì cái cải cách ruộng đất là một cuộc diệt chủng như là Pol Pot, Inh Sari, và tôi bỏ tôi phải chứng kiến toàn bộ gia đình nhà tôi di cư vào Nam. Bố tôi nhà con trưởng phải lại giữ đất nhà, đánh chịu cái tai họa. Và nhà văn Vũ Thư Hiên mới đây khi nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do đã nhớ lại bà cô của ông dặn dò. Có một bà cô ruột ấy, bà